Xin chào tất cả mọi người, mình là Sơn và đây là kênh của Đăng Vũ. Như tiêu đề của bài viết, cắm sạc Surface liên tục có sao hay không? Thì ngày hôm nay mình sẽ giải đáp cho các bạn một số thắc mắc cũng như là định nghĩa cắm sạc Surface liên tục xem là nó có làm sao không nhé. Ok, bắt đầu rồi. Đầu tiên là mình sẽ giải thích là khi mà chúng ta tìm hiểu trên YouTube hay là ở trên Google thì sẽ có những cái tip đưa ra rằng là khi mà dùng hết sạch pin thì chúng ta hãng sạc, như thế có đúng không ạ? Theo mình thì nó hơi sai sai một chút. Các bạn nghe này, loại pin phổ biến hiện nay đó chính là một loại pin lithium. Rồi, khi mà pin của chúng ta đầy ấy, thì máy tính sẽ lập tức là chuyển nguồn điện từ sạc qua dùng máy tính luôn chứ không phải qua pin nữa, nên anh em yên tâm là pin của chúng ta sẽ ít bị chai hơn. Vậy thì điều đấy nó có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là khi mà có cơ hội hay là có điều kiện thì anh em cứ cắm sạc cho mình, bởi vì khi ấy máy sẽ ở trong điều kiện tốt nhất. Cái thứ hai đó chính là về vấn đề đó chính là chu kỳ pin. Thì ở chu kỳ pin này mỗi máy sẽ có một chu kỳ pin riêng, và khi mà chúng ta sử dụng hết chu kỳ rồi thì pin nó sẽ bị die. Để mình ví dụ cho các bạn hiểu nhé, khi mà chúng ta sử dụng hết 50% pin, sau đó chúng ta lại sạc 50% và chúng ta sử dụng hết 50% nữa thì đó được tính gọi là một chu kỳ pin. Và nếu như mà chúng ta cứ để máy hết sạch pin sau đó mới sạc lại thì chu kỳ pin nó sẽ khá là liên tục. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ đợi cho máy hết 10% sau đó chúng ta lại sạc lại thì mất 10 lần như thế thì chúng ta mới sử dụng hết là một chu kỳ pin thôi anh em ạ. Anh em chú ý nhá. Về định nghĩa thứ hai đó chính là về vấn đề xả pin. Anh em cũng hiểu là xả pin nghĩa là gì rồi đúng không? Có nghĩa là để pin chạy hết đến 0% luôn. Thì anh em lưu ý rằng cái này thì khi mà chúng ta mới mua về thì chúng ta mới làm 1-2 lần thôi. Còn về sau này ấy, thì chỉ là tháng là một lần. Khi mà chúng ta xả pin thì điều này sẽ giúp laptop của chúng ta đo đạt chính xác pin hơn, tránh cái phần gọi là lag phần trăm pin, để cho khi mà máy bị sập rồi nó sẽ ảnh hưởng đến một số linh kiện bên trong nữa anh em. Và điều tiếp theo là để bảo quản pin cũng như là máy ở trong điều kiện tốt nhất thì anh em cũng nên chú ý, đó chính là về vấn đề nhiệt độ. Thì ở đây mình sẽ cho anh em thấy là có một cái bảng này thì sẽ có tính là từ 0 đến 60 độ C, và cách sạc thì khoảng sạc 40% hay là sạc 100% thì nó sẽ tính được rằng là laptop của anh em sau 1 năm thì sẽ còn bao nhiêu phần trăm pin. Nếu mà anh em sử dụng máy trong cái phần là nhiệt độ nóng quá đi thì rất dễ là pin sẽ bị chai nhanh hơn ở những anh em mà sử dụng trong nhiệt độ bình thường. Video của mình đến đây kết thúc. Mong anh em có thể rút được một chút kinh nghiệm từ mình, cũng như là dùng máy tính sẽ được bảo toàn lâu hơn.